Chuyển hậu vệ, chuyển hậu vệ đâu? Mau báo cáo cho ta biết, tại sao bắt cháu gà Lê Đại Long thế này lại có mùi thơm thẩm vậy hả? Và bẩm báo đại nhân, Hạ Quan là chuyển hộ vệ chứ không phải là chuyển hậu vệ. Hộ trong chữ bảo hộ, đẻ hộ chứ không phải là hậu trong chữ hậu vệ đó bành đâu đó mà. Ta nhầm. Vậy thì Công Tôn Sách à, bảo cho ta rõ, tại sao bác giáo sáng này lại đầy lòng thế này, mau nói cho rõ. Ấy da, thiệt là tức quá đi mà. Và bẩm bao đại nhân, vốn là đầu bếp trẻ mới coi mấy cái clip trên mấy cái mạng xã hội hay YouTube gì đó nên bắt trước nấu mấy món lạ cho đại nhân thưởng thức đó ạ. Tại hạ đã coi lại nồi cháo, quả nhiên là nguyên con gà còn lông, ngay cả lông nách lông vào cầu nó cũng không có nhổ, nhưng may là không có thấy xếp. Chắc có lẽ là nó cho con gà đi vệ sinh rồi trước khi cho vô nồi đó mà. Tiểu gia thiệt là to gan, dám làm điều sằng bậy. Gà là phải cởi sạch lông, phải cho nó tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng ráo nước thì mới cho ta ăn được chứ hả? Dám cho ta ăn dơ thế này, không biết ăn bậy bạ là có thể bị suy nhược cơ thể không đó hả? Trưởng lông chịu hổ, mang mau chó đầu chám cho lệnh. Bẩm bà đại nhân bất nóng, thứ tội cho đầu bếp trẻ người non dạ, không biết chất lọc nên làm điều sằng bậy. Đây cũng là lần đầu, xin đại nhân bất nóng, xin tha tội cho hắn. Chuyển hộ vệ. Chuyển hộ vệ, ý nhà ngươi là như thế nào? Giờ bẩm bao đại nhân, ý hạ thần cũng như Công Tôn tiên sinh đây, tuy là không được sạch sẽ, mất vệ sinh, trái với mỹ tục của xứ ta, nhưng tuổi đời hắn còn trẻ, không ý thức được chuyện mình làm có thể ảnh hưởng đến giới trẻ châu, nên cũng có thể giảm bớt tội. Vậy ý của ngươi là? Dạ, ý của hạ thần đó là hổ được giảm là được rồi. Hả? Cái gì? Thôi được, nghe hai người trình bày ta cũng đã nắm được tình hình rồi. Tội chết thì tha được, nhưng hình phạt thì khó tha. Phạt gây cắt lương YouTube 2 tháng, nếu còn trái lệnh sẽ khóa luôn kênh YouTube. Trường Long chịu hổ, thi hành án.